So sánh sự khác nhau về thần thái của Minh Hằng và Võ Hoàng Yến khi cùng bị té ngã tại Vietnam International Fashion Week 2019. Vào ngày hôm qua 13 tháng 4, cũng là đêm diễn thứ 3 của Vietnam International Fashion Week, cú nhào lộn mang tính giải trí cực cao của Minh Hằng đã chiếm sóng toàn bộ mạng xã hội. Thậm chí cú ngã đầu điếng vào đêm trước đó của siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng chỉ xem là chuyện nhỏ so với màn catwalk đình đám của đàn em. Vậy nhưng khoan bàn đến những nghi vấn như có người bôi dầu ăn lên sàn hay trang phục và kiểu tóc gây khó khăn khi catwalk, thì thần thái, cách xử lý sau sự cố của người mẫu mới đúng là thứ khiến công chúng ngưỡng mộ. Cùng gặp tai nạn trên sàn diễn nhưng Võ Hoàng Yến và Minh Hằng lại có cách xử lý khác nhau. Thần thái của họ cũng hoàn toàn khác biệt. Cả Minh Hằng và Võ Hoàng Yến đều vô cùng tự tin, sải bước chuyên nghiệp khi bắt đầu màn trình diễn. Võ Hoàng Yến bất ngờ gặp sự cố vô ích ở đoạn rẽ của sàn runway. Trang phục nặng đến 30kg, cộng thêm đôi giày cao khoảng 20cm đã khiến cô không thể đứng vững. Còn Minh Hằng lại gặp vấn đề khi cố thực hiện động tác nhào lộn, sàn diễn trơn trượt còn khiến cô suýt té ngã. Sau đó, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã ngay lập tức đứng dậy. Chỉ một cái hất tay đã lấy lại thần thái đỉnh cao. Minh Hằng lại nở nụ cười nhẹ khi tiếp tục catwalk. Cô thoải mái nhún vai đầy tự tin với khán giả. Võ Hoàng Yến và Minh Hằng tiếp tục thực hiện phần trình diễn sau cú ngã đầu điếng trên sàn catwalk của Aquafina Vietnam International Fashion Week. Dáng đi và biểu cảm của hai cô nàng hoàn toàn khác nhau. Dù vấp ngã nhưng Võ Hoàng Yến vẫn sở hữu thần thái đỉnh cao khiến ai cũng phải trầm trồ. Trong khi đó, Minh Hằng lại sở hữu dáng vẻ tự tin và sải bước đầy mạnh mẽ trên sàn diễn.